đó, cam nghe nam, không có nước nha, giữ nha, không có hiền nha, không ẩm bồng gì được hết nha. Rồi tối nay ra rút mấy cái tấm dáng cho mấy cái con cái nó lên giống. Để chuẩn bị phối nha nè, đó là con cái nó đang lên giống, đây là con đực chiến. Cái học mà đực với cái dách này nè, khoan hay rút để mình rút mấy cái dách mà có cái con cái trước, tại vì con cái nó có những con nó lên giống rồi, có những con thì nó chuẩn bị, nên là mình cho nó chạy xung quanh đây nè, xung quanh một bên con đực, nó chạy lạo xạo trước đi. À, rồi một chút nữa thì mình mới rút hai cái tấm dáng cuối cùng của hai bên. Tấm này nè, tấm mà có con đực á, đây đây là con đực nè, đây cái dách bên đây, dách này là bên đây. Một chút nữa mình sẽ rút hai bên đó, bắt đầu cho năm con cái. Đó, bên bảnh 3 con, bên này 2 con. Bắt đầu nó luồn qua. Động lực nó sẽ luồn qua. Rồi, nó kết hợp với con nào được thì nó giao phối. Chiến nghe nè. Được chiến á. Dạng ghê. Bao nhảy bao đậu luôn nghe nè. Cái nè cũng rồi, để một lứa nè, mặt sáng rực luôn. Em này là 3,8 kg, để ra một lứa đuôi nè. Đó. Cái đuôi này tại nó sừng lên thấy nó vậy chứ không phải là nó sâu, bị sâu nghe nè, là nó dựng cái đuôi lên nó thấy là cái thịt bên trong. Yeah. Cực đẹp không, cái tướng là mặc dù nó 3,8 kg nhưng mà coi cái hình đó nè, quá đẹp. Cái em này mà kết hợp với cái em đực này là ra Barbie là khỏi chê luôn. Lũ kim nè. Rồi cho nó quen hơi trước đi, một chút nữa mình sẽ tắt đèn cái khu này, chỉ xem lại camera thôi. Thì ở đây thì nó nhát. Rồi. Thơm phức luôn, thơm nồng nặc luôn. Em được đây. Đó. Được chiến. Cực đẹp. Mình đứng cái đây mình nó thơm mà chịu không nổi luôn á, ai mà bị viêm mũi là chắc là ác xì luôn, thơm nồng nặc luôn. Chỉ vuốt bằng tay, vuốt bằng cây đây nghe nè, chứ không phải chọn nước mà lấy tay mà vuốt rồi bợ bợ ẩm ẩm giống như mèo nha, nghĩa là trồng cam nha chứ không phải trồng nước nha, không có lấy tay mà vuốt mà ấm bồng được nè. Nè, lưu ý nhiều người là nhầm lẫn lắm, và nhiều người cũng hỏi lấy cái tiêu chí của con trồng nước mà so với trồng cam nữa.
không có lấy tiêu chí chuẩn của trồng cam so trồng nước mà đi so ngược lại. Đó, cam nghe nam, không có nước nha, giữ nha, không có hiền nha, không ẩm bồng gì được hết nha. Rồi,